Thành ủy Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng lần thứ 6 khóa 21, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thành phố quý 4 năm 2021 và thực hiện quy trình công tác cán bộ. Đồng chí Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đạt yêu cầu các chỉ tiêu nhiệm vụ do nghị quyết đề ra. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, lĩnh vực kinh tế từng bước phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Quý tư năm 2021, toàn thành phố tập trung phát triển kinh tế, quyết liệt trong thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm. Tại hội nghị cấp ủy lần này, Thành ủy Tam Kỳ đã thực hiện bước 2, bước 3, bước 4 và 5 của quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2020-2025, đối với ông Nguyễn Duy Ân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, và công bố 6 quyết định về việc điều động, luân chuyển và chỉ định Bí thư Đảng ủy 6 địa phương An Xuân, An Sơn, An Phú, Trường Xuân và Hòa Hương, Phước Hòa. Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng nhấn mạnh, Tam Kỳ lần đầu tiên đột phá thực hiện luân chuyển điều động cán bộ quản lý cấp ủy đảng giữa các địa phương. Việc này nhằm hiện thực hóa chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương và ưu tiên các đồng chí đã lãnh đạo đảng bộ địa phương 2 nhiệm kỳ. Thời gian điều động luân chuyển theo quy định là 36 tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức diễn đàn kết nối hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức ký kết hợp tác về việc tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp do thành viên câu lạc bộ khởi nghiệp thành phố sản xuất với doanh nghiệp siêu thị Co-op Tam Kỳ, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch An Phú Farm và cửa hàng rau sạch Trường Xuân. Đồng thời kết nối kinh doanh trực tuyến với sàn thương mại điện tử Sendo, tạo điều kiện để các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ thành phố Tam Kỳ được tiếp cận với sàn thương mại điện tử lớn. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2021 với chủ đề Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tại lễ phát động hưởng ứng của thành phố Tam Kỳ, ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị các cơ quan, phòng, ban, các đơn vị, các trường học cần tích cực tham gia học tập, xây dựng xã hội học tập. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành giáo dục thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hướng dẫn học sinh kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên Internet an toàn, hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến với chủ đề Phát huy tinh thần Toàn quốc Kháng chiến quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đợt thi đua sẽ kéo dài trong 75 ngày, từ ngày 5 tháng 10 đến hết ngày 19 tháng 12. Trong đó, trọng tâm là tổ chức giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang, nắm rõ về sự kiện lịch sử này, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, phấn đấu từng cơ quan đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang thành phố, không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, không có vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, trong công tác và trong tham gia giao thông. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức phát động và ký cam kết xây dựng có hiệu quả mô hình tự quản trong trường học với phong trào thi đua xanh nhất, sạch nhất, đẹp nhất, an toàn và thân thiện nhất giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huy động nguồn lực và tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường hàng tuần ra quân dọn vệ sinh trường lớp, cảnh quan sân trường. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam, phường Hòa Hương, Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã tổ chức giải bóng truyền nam năm 2021. Giải có sự tham gia của 12 đội bóng đến từ 12 trên 13 xã phường. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm với tổng 20 lượt trận. Kết quả đội bóng phường Tân Thạnh đã đoạt cúp, cờ giải nhất và huy chương vàng. Đội bóng xã Tam Thanh đạt cờ và huy chương bạc. Huy chương đồng thuộc về đội bóng phường Hòa Thuận. Đây là bộ môn thứ 8 trên 9 môn nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 9 đã được tổ chức thành công. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp
một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Phóng sự sau đây ghi nhận về việc thực hiện nghị quyết này tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ sau hơn một tuần triển khai. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhờ có sự chuẩn bị, nỗ lực vượt qua khó khăn và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nên việc sản xuất của công ty cổ phần May Tuấn Đạt, cụm công nghiệp Trường Xuân vẫn đảm bảo hoạt động ổn định. Bên cạnh các quy định về hỗ trợ miễn, giảm thuế, nay chính phủ có thêm chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đã phần nào giúp cho công ty Tuấn Đạt và công nhân đang làm việc tại đây có thêm động lực để duy trì và phát triển sản xuất. Thì trong cái bối cảnh mà dịch Covid xảy ra rất là khó khăn, và việc được nhận hỗ trợ 1,8-3,3 triệu đồng thì nói chung là cái này nó rất là có ý nghĩa đối với những người lao động như chúng tôi. Nó có thể cải thiện thêm một phần thu nhập để chúng tôi có thể trang trải trong cuộc sống. Cái tinh thần của công nhân thì rất là phấn khởi khi được nhà nước hỗ trợ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Panco Tam Thăng, khu công nghiệp Tam Thăng, hiện là doanh nghiệp có số lượng công nhân làm việc nhiều nhất tại thành phố Tam Kỳ với 7.280 người. Do đó, số tiền mà đơn vị được hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% là 3,6 tỷ đồng trong một năm. Hiện nay, công ty cũng đã thông tin cụ thể chính sách hỗ trợ của chính phủ theo nghị quyết 116 đến tất cả công nhân của công ty. Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành, chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Quảng Nam giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%. Đây là một sự hỗ trợ rất có ý nghĩa đối với công ty chúng tôi. Hiện tại, tổng số lao động của công ty chúng tôi là 7.280 người. Do đó, với số tiền giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp là 3,6 tỷ đồng trong một năm là con số lớn. Điều này giúp chúng tôi có nguồn vốn để duy trì sản xuất, ổn định hoạt động, chống đứt gãy chuỗi sản xuất và hơn nữa sẽ tạo quỹ để phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện theo tinh thần nghị quyết 116 của chính phủ, tại Quảng Nam có trên 162.000 người lao động sẽ được nhận tiền hỗ trợ với mức từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng trên người và 3.141 đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0%. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đang tập trung mọi nguồn lực, nhất là về con người, để triển khai thực hiện nhanh nhất và hiệu quả nhất nghị quyết 116 với thời gian 1,5 tháng, rút ngắn một nửa thời gian so với kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chúng tôi cũng đã phân cái lộ trình. Trong 1,5 tháng thì có những đơn vị ưu tiên cho cái chi trả bảo lưu trước, tức là ưu tiên cho những người mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái dịch bệnh, mà người ta đã chấm dứt hợp đồng lao động, người ta đang ở nhà. Sau đó là đối với những đơn vị mà bị ảnh hưởng nhiều, như là so sánh cái số lao động tại thời điểm 19 và trước đó mà giảm nhiều, thì chúng tôi cũng xây dựng được chi trả tiếp theo. Sau đó là đối với những đơn vị ít thứ hơn, thì đó thì cách làm như thế. Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch gây ra, Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp thực sự là chỗ dựa vững chắc cho người lao động và người sử dụng lao động, góp phần hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời giúp người sử dụng lao động có thêm chi phí duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và chuỗi cung ứng lao động. Qua đây thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã có nhiều hình thức hỗ trợ hội viên, nhất là đối với những hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, đã được trao phương tiện làm ăn, vươn lên, thoát nghèo, ổn định đời sống. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 1930, 14 tháng 10 2021, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận công tác này của Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ. Là một hộ neo đơn khó khăn trên địa bàn xã Tam Ngọc, năm 2017, bà Đào Thị Xuân được Hội Nông dân xã trao tặng một con bò giống. Được bà Xuân chăm nuôi kỹ lưỡng nên đến năm 2021, con bò cái giống này chuẩn bị đẻ lứa thứ ba. Đối với bà Xuân, con bò giống này chính là tài sản có giá trị nhất, đã giúp bà có tiền để lo thuốc thang cho người em gái ở chung nhà đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng mang bánh hậu nông dân,
giúp cho con bò rưới trì ra rồi cũng có chăm ra đó, có rồi cũng có ngái được rồi bốn cũng được, và ai cũng đa ra hầu cũng có bốn, cũng mừng. Trước mùa mưa bão năm nay, gia đình chị Võ Thị Hợi đã được hội nông dân xã Tam Phú hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa lại ngôi nhà cho kiên cố hơn. Niềm vui còn được nhân đôi đối với chị Hợi khi hội nông dân và hội liên hiệp phụ nữ xã trao tặng thêm một cặp heo giống để làm phương tiện sinh kế. Hôm nay tôi cũng được sửa chữa được có ngôi nhà, tôi đã rất là được cặp heo nuôi, cũng vui mừng để thoát qua cái khó khăn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, hội nông dân các cấp của thành phố Tam Kỳ đã luôn đồng hành cùng hội viên khó khăn. Trong 3 năm, gần 120 lượt hộ nông dân được hội vận động kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Riêng trong năm 2021, hội nông dân 13 xã phường đã vận động kinh phí để sửa chữa 3 ngôi nhà, trao 6 sổ tiết kiệm, 6 hộ được hỗ trợ phương tiện sinh kế và con vật nuôi, 12 hộ được hỗ trợ tiền 300.000 đồng mỗi tháng, vận động kinh phí trao quà, mua nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ khó khăn 3 đợt do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền cho các hoạt động gần 380 triệu đồng. Bạn có các hoạt động như vận động kinh phí, trao tiền mặt, trao sổ tiết kiệm, vận động trao con giống vật nuôi, đồng thời hỗ trợ công để đóng góp để mà hỗ trợ sửa chữa nhà. Đặc biệt những năm gần đây thì mỗi năm thì bình quân hầu nông dân thành phố đã vận động sửa chữa ít nhất là từ 1 đến 3 căn nhà với giá trị từ 150 đến gần 200 triệu. Thì cái quả này có thể tạo điều kiện cho hộ nông dân gặp khó khăn, nhất là trong cái thời gian do ảnh hưởng của đại dịch Covid cũng có những khó khăn, thì đã góp phần cùng với lại toàn thành phố trong công tác giảm nghèo, góp phần tạo cái an sinh xã hội và giải quyết khó khăn cho bà con nông dân. Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, có thể khẳng định rằng hộ nông dân từ thành phố đến xã phường không chỉ là điểm tựa của những người nông dân khó khăn, mà còn là người bạn đồng hành, động viên nông dân tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng ổn định an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.